Tê lắm mấy anh ơi. Thích cái mẫu này thì lấy á. Đó, xe rất là đẹp nha mấy anh. Nói chung là xe này thì mình cũng nói thiệt luôn là dành cho những anh với những chú lớn tuổi một tí nha. Mấy bạn trẻ mình nghĩ không nên mua đâu, tại vì giá nó rất là cao, giá nó rất là bự và bình thường, nhưng mà thật sự là cái độ bọt á, bạn trẻ là mê tốc độ mình đừng nên lấy. Còn nếu mà những anh mà những chú lớn tuổi á thì lấy chiếc này phải nói là rất là đúng luôn. Đặc biệt là những anh nào mà to con tí á, còn khỏe tí á, chứ mớm là kiệt con này không nổi đâu nha. Đó, rất là đẹp. Biển số của Tây Ninh quê mình luôn, Tân Châu các bạn ơi, 02291. Cặp vỏ theo xe luôn, mới đi 5 ngàn. Nói chung con này không có gì để nói đó, cặp vỏ theo xe luôn. Và theo xe chỗ nào thì để mình quay cho các bạn xem luôn, chứ không phải nói bằng miệng ha. Đây, xe này thì còn đi bình xăng con nha các bạn. Có vaccine nè, da nè, có bao số nè, bao số luôn. Nói chung chạy là cái cảm giác cái bô đó rất là hay. Mình chạy phố thì nghe nó rất là sướng. Đó. Ba đĩa luôn hả? Ba đĩa luôn ta. Hai đĩa trước một đĩa sau nha các bạn. Phuộc thì nói chung là để lâu lâu ngày thì nó sẽ oxy quá thôi, chứ không phải chạy nhiều đâu. Còn các bạn thấy là ti phuộc rất là đẹp đó, không có đầy xước không gì hết á. Chủ yếu là cái ti phuộc nè. Đây còn cái đát đời xe nè, mình coi cái dập vỏ ha. Rồi cái đát của nó nằm ở đâu đây? Để mình kiếm cái nè. Cái đát hồi nãy là coi hướng nào ta? Xe chạy đúng 5.000 cây các bạn ơi. Quay cho anh em mấy anh mà mê dòng này. À, đây cái đát xe, cái đời xe này. 2011 nha anh em. Đây cái lát vỏ 2011 nha anh em. Mà vỏ còn gì đây? Tháng 1 của 2011 ha. Cái vỏ của hãng Kenshin này như là nó không có làm cái số tuần nữa. Nếu mà đúng là mình sẽ có thêm cái số tuần ở trước đó nha anh em. Tuần bao nhiêu của năm. Rồi bắt đầu cái này anh để tháng 1 hay 11, nó không để số tuần là thay vào đó. Còn nếu muốn chính xác là ta sẽ để số tuần chứ không để số tháng ha. Hoặc có thể ở đây cũng là tuần số 1 của năm 2011 luôn đó. Rồi. Con này nói chung anh em thích thì cứ alo anh chủ nha. Quá đẹp. Quá tê. Rồi ok. Anh xích xe vào bên trong tí đi. Mình vào trong mình quay những cái dòng mô tô cho các bạn xem. Giá xe bạn thấy không? Quá ngầu. Đó. Đây. Đây rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong quay những cái dòng mô tô cho anh em nha. Hôm nay thì mình lại thấy thêm một con Ducati. À, con này như con mới không ta? Con này cũng mới phải không anh? Con này anh trả giá bao nhiêu? Con này anh trả giá bao nhiêu? 18 triệu các bạn ơi, cái bình xăng của nó bự quá. Bự bình xăng to khỏe ghê luôn nè. Mình ngồi từ hướng sau lên bạn nhỏ nhỏ đâu, cứ tưởng đâu là mấy chiếc mà BKL thật sự không á. Motor ha. Má thì im nha. Sao đi gắn cái này chi rồi nó rần lên nó kêu. 18 triệu nha các bạn. Nói chung tất cả các xe cửa hàng đều giấy tờ đầy đủ nha. Nhiều bạn hỏi giấy tờ sao là nói chung là giấy tờ đầy đủ. Giấy mua bán cửa hàng, anh em mà thích rút hồ sơ thì đó là chuyện riêng rồi, đó mình phải thêm tiền. Thì dĩ nhiên cửa hàng nào cũng vậy. Rồi cho em hết mấy con này luôn đi anh. Để em ra ngoài quay cho nó đẹp nè. Đây con này. Nói chung mấy chiếc này giá từ 15 đến 18. Dạ 15 đến 18. Đây con xanh 15 nè. Nói chung 15 16, 17, 18 tùy vậy đó. Thì mấy con này các bạn cũng quay rất là nhiều rồi. Để quay chi tiết sơ lại cái đi ha. Con Benelli bán rồi hả anh? Benelli bán từ 15 đến 18 anh em lại đi rồi. Coi đường thì sẽ bớt cho anh chút đỉnh ha. Đặc biệt dịp Tết anh em mua mô tô tặng cho một cái lón mô tô nha. Đó, mua mô tô sẽ tặng một cái lón mô tô. Nghe cả những dòng này phải không anh? Đúng rồi. Nói chung là những cái dòng hôm nay mình quay là sẽ có mô tô cho các bạn.
nếu mua mô tô, đây các bạn thấy nó không, nón 3/4 đàng hoàng nha. Mua mô tô tặng mô tô, nón mô tô. Đó, nón 3/4 không tặng nha. Tay ga thì không tặng nhưng mô tô sẽ có nón ha. Tặng nón này mà đi âm tay ga không hợp. Dạ. Delin. Delin này bao nhiêu anh? Để các bạn giá 12 triệu. 12 triệu. Delin này thì cái dáng ngồi phải nó gọi là rất khỏe luôn chứ không phải là khỏe nữa. Mình ngồi nó thoải mái các bạn. Bình xăng 150 ha. Máy 125 á, nhưng mà bình xăng em thấy là bình xăng thay của bình 150 đó. Tại vì cái tay ga rất là to. 125 thì nó nhỏ hơn đó các bạn. Còn Delin thì 125 ha. Cho những cô, những chị nào mà mình làm biếng thì mình sẽ tự vào luôn. Con này máy hơi yếu nha, nhưng mà mình nhớ là kỳ rồi mình có đề nó im lắm. Rồi, cái con độc lạ luôn anh ơi. Con độc lạ này thì kêu vẫn gì đây? CDR hả? CDR. Máy thì của Rebel ha. Đó. 125. Con này mình có thử rồi, nghe cũng nghe cũng tê tới nấy luôn á. Đề bọng rồi đầy đủ anh ha. Đề rất mạnh nha các bạn. Đây là bình xăng theo xe luôn nha, nhìn là biết ngay ha. Máy cực im ha. Một ti lớn nha. Thắng đĩa luôn các bạn. Đi cái nước làm kiểu nè. Không phải cái nước thiệt nha. Đó, máy thì ok rồi. Đây, bình xăng có ổ khóa luôn ha. Tí cái rồi tua máy còn lên luôn hả ta? Hả? Đó kìa, các bạn nhìn để cái nhỏ nhỏ nha, tua máy này nó lên nè, phải. Rồi ok anh. Rồi ta. Con này để bao nhiêu anh? Để các bạn giá 15 năm. 15 triệu 500 ngàn ha. Rồi. Vỏ to. Đời cao, đời mới đây. Dạ. Rồi bây giờ mình vào trong nha các bạn. Đây con này mình mới chạy thức thì không có gì để nói rồi. Và đặc biệt là cái con GSX của Suzuki nè, quá mới luôn nha. Con này giá bao nhiêu anh? Con này để anh em 55 triệu. 55 triệu. Xe mới đi được 1.000 cây nhá. Anh mở đồng hồ lên cho các bạn xem nha. Mua này các bạn, anh sẽ tặng cho nó Suzuki luôn này nha các bạn. Đó, các bạn nhìn những cái gai xe nè, quá tê. Nó có 1.170 cây các bạn ơi. Máy nè, đèn cho nghe máy nè. Các bạn nghe cái tiếng gái của cái máy 150 của Suzuki đã không? Con này anh đẻo bao nhiêu anh? 55 triệu. Đây, nó mới luôn nha các bạn. Tặng cho một cái lót. Nó mới luôn ha. 28789 nha các bạn. Rồi. Cái con cầu cào này bây giờ anh xả như thế nào đây? Hả? Con cầu cào này giờ anh xả sao đây? Bán xả cho anh em 30 đi. 30 triệu các bạn ơi. Đam mê cầu cào thì chơi liền nha. 30 triệu. Trời. Thấy anh à. 30 triệu nha các bạn. Rồi. Mình qua tới cái con PKR Box City ha. Đĩa số 68 của Kiên Giang các bạn ơi. Cái đĩa rất là to nè, cái đĩa này để anh coi có bao nhiêu răng mà nó to quá. Con này bao nhiêu anh? Con này đẻ khoảng 33 triệu. 33 triệu, con này máy bao im luôn nha. Tại chị rồi mình có thử rồi. Còn con này em thấy giá nó rẻ quá mà sao các bạn không mua ta? Chưa đến giờ đi. Còn yêu chủ quá hả? Anh đề lên thử quá anh. Mình đời con này cũng nhiều lần nha các bạn. Máy im mà tiếng bô hay lắm á. Thôi không được thôi anh. Rồi còn con màu trắng này thì bao nhiêu anh? Trắng để các bạn 32 triệu. 32 triệu rẻ con xanh nha các bạn. Y chang con xanh vậy đó. Sao bây giờ Boss City á. Mà con này có sơn gặp mâm màu xanh phản quang nha các bạn. Có két nước nha.
mấy cái xe mà có cách nước á, mình đi đường dài rất là khỏe, khỏi sợ bị lốp bê hay gì, giải nhiệt rất là tốt hơn là bằng gió. Rồi mình báo luôn mấy con này không có tặng nón đâu nha các bạn. Con đẹp này để các bạn giá 17 năm. Dạ rồi, con Click nha, để bạn giá bán xả các bạn luôn 10 triệu 500. Sẵn thì cho em xin giá ba con đẹp bên trong đi anh, có màu tím là bao nhiêu? 17 năm luôn, con đỏ 19 năm. Rồi, con xanh này là 10 triệu của 50 nhé. 50 phân khối để 10 triệu. Rồi, nô 4 này bao nhiêu anh? Nô 4 để bạn 8 triệu. 8 triệu nha các bạn. Rồi, AB 23 hả anh? AB bán xả cho các bạn 14 năm. 14 triệu 500 ngàn nha các bạn. Con này là 10 triệu đúng không anh? Đúng rồi. 150 mẫu của Spass ha. Hai đĩa luôn, đời hai cao. Hai đĩa luôn, trước sau luôn nha các bạn. Đây, con này bô cũng hay nè mà các bạn sao không có quan tâm mấy dòng này ta? Sớm là khỏi bàn luôn các bạn ơi. Rồi, con này con gì bự quá anh? Nifan 150. Nifan 20. Nifan 150 một máy mà ra hai ống bô nha các bạn. 20 hả anh? 20. Rồi, vẫn tặng nón đúng không? Đúng rồi, tặng nón. Rồi, FZS anh, xả đi. Này để các bạn giá bán xả các bạn đi. 29 triệu. 29 triệu nha các bạn. FZS của Yamaha phải không anh? Đúng rồi, xe nhập. Rồi, con Rebel này đi anh. Rebel dán để kêu dạng Clay Davidson nè. Rồi, bánh căm nè các bạn. Bánh rất là to, bánh là 18, 19 gì đó. Rồi, coi coi, bánh nó bao nhiêu. Bánh 18 các bạn. Hai mấy. Hai mấy luôn, 170 không anh? 125. 125 hả, 125 nhiều mấy, tổ chẳng trời. Lớn kìa. 125, rồi một bình xăng nó ra hai cái co ha. Để đề máy con này được không? Không có chìa khóa hả? Để đề thử cái bồ nó như thế nào các bạn. Đó, đó. Đó. Để lâu quá khó nổ các bạn ơi. Cái e này nằm đâu ta? Rồi hết xăng chắc rồi bạn ơi, kéo em mà nó lên là hết xăng rồi. Rồi, này máy em các bạn. Mình nghe tiếng đề cũng biết rồi. Con này rebel nữa nè. Con này bao nhiêu đây anh? Con này để các bạn 20. 20. Đi cái đồng hồ mà ít đẹp nha các bạn. Đi cho mà ít. Đấy. Cái dạng mô tô của ảnh rồi đó, anh em nào hết thì cứ liên hệ số điện thoại của ảnh nha, và địa chỉ mình cũng có nói rồi, số điện thoại các bạn cứ bấm vào tiêu đề sẽ có nha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video, chào các bạn nha.